Xin kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ hàng loạt học sinh ngộ độc nghi do ăn phải kẹo lạ tẩm ma túy bán trước cổng trường gây xôn xao dư luận những ngày qua, đang là tâm điểm quan tâm của các vị phụ huynh. Mới đây tại Hà Nội, 11 em học sinh tại một trường học trên địa bàn cũng đã bị ngộ độc do ăn kẹo của người phụ nữ bán trước trường. Theo lời người phụ nữ này, do thấy kẹo có giá thành rẻ nên nhập về bán. Đáng chú ý, người này cho rằng do các em ăn nhiều nên mới xảy ra tình trạng như vậy, giống như người uống rượu. Trước đó, chiều ngày 29 tháng 11, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, mua kẹo lạ gần trường chia nhau ăn, sau đó có dấu hiệu bị ngộ độc. 11 học sinh được đưa đến trạm y tế phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm khám và theo dõi sức khỏe. Được biết, các em học sinh là những học sinh không ăn bán trú, không ngủ trưa ở trường. Những học sinh này cho biết, trên đường đến trường, các em mua một loại kẹo vỏ màu xanh, in chữ nước ngoài và cùng chia nhau ăn. Sau khi ăn xong khoảng 45 phút, các em thấy mệt, đau đầu, buồn nôn. Theo đó, tại một quán bán nước và đồ ăn vặt địa chỉ 19/8 Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cạnh trường trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, nơi xảy ra vụ 11 học sinh có dấu hiệu ngộ độc sau khi ăn một loại kẹo lạ. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 66 gói màu xanh có hình gấu, quả đào, dâu tây, coca, ô mai. Bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Công an phường Đại Mỗ đang chờ trưng cầu giám định. Nói về vấn đề bán những loại kẹo không rõ nguồn gốc những ngày qua, người phụ nữ chủ quán nước cho biết, chỉ bán những sản phẩm trên do không biết ảnh hưởng của kẹo đối với sức khỏe. Nhắc tới 11 cháu bé nghi ngộ độc do ăn kẹo lạ tại đây, chủ quán nói rằng khoảng 15 giờ chiều ngày 29 tháng 11, một nhóm học sinh mua kẹo tại quán, loại kẹo ngậm với giá 5.000 đồng và chia nhau ăn. Được biết, số kẹo lạ này được nhập qua tay một người đến tận nơi giao bán, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, thấy rẻ nên nhập về bán. Người này cho hay, lô kẹo này mới được nhập gần đây, vì bao bì in chữ nước ngoài nên tôi cũng không đọc được thành phần. Tôi đã bán tại đây nhiều năm, cũng nhập nhiều loại thực phẩm, nhưng học sinh và mọi người ăn chưa có vấn đề gì. Bán hàng mà, thấy rẻ nên nhập về bán thôi, nếu biết ảnh hưởng như vậy cũng không dám. Về số kẹo các học sinh ăn dẫn đến có dấu hiệu ngộ độc. Đáng chú ý, người phụ nữ đưa ra ví dụ so sánh. Cụ thể, người này cho rằng, nhiều học sinh cũng ăn rồi nhưng không sao, có thể ngày hôm đó do các em ăn nhiều nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Cũng giống như người uống rượu, uống nhiều sẽ say, uống ít thì không sao. Cũng theo người phụ nữ này, sau khi các học sinh sử dụng kẹo xảy ra tình trạng đau đầu, buồn nôn, phía nhà trường đã báo cáo sự việc với lực lượng chức năng. Chiều ngày 30 tháng 11, đoàn kiểm tra đã đến quán xác minh, điều tra và thu giữ toàn bộ sản phẩm liên quan. Một người đàn ông mặc trang phục quản lý thị trường đến hỏi người phụ nữ và xác nhận đây là nơi bán loại kẹo khiến nhiều học sinh của trường trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức nghi bị ngộ độc. Toàn bộ số kẹo mang bao bì in chữ nước ngoài đã bị lực lượng chức năng thu giữ. Liên quan đến sự việc, Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm, đồng thời chỉ đạo công an phường đến cửa hàng tại số 19/8 Quang Tiến để kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 66 gói ni lông màu xanh có hình gấu, quả đào, dâu tây, coca, ô mai. Bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài. Hiện các sản phẩm đang được kiểm tra về chất lượng. Hiện tại, 11 em học sinh đã ổn định sức khỏe. Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ cũng chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không sử dụng thực phẩm nguồn gốc không rõ ràng, không đảm bảo vệ sinh trước cổng trường học. Từ đó đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu vực cổng trường học, ngăn chặn sản phẩm không rõ nguồn gốc. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo đội quản lý thị trường nắm bắt thông tin, xử lý các vi phạm trên địa bàn. Vâng, thưa quý vị, không chỉ riêng kẹo lạ bán ngoài cổng trường, mà còn có rất nhiều những loại đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ được bán tràn lan tại đây. Mặc dù không đảm bảo, vậy nhưng chính nhờ bao bì bắt mắt, giá thành rẻ, thu hút sự chú ý của nhiều học sinh ăn thử. Những hình ảnh từng tốp học sinh rủ nhau ăn đồ ăn vặt kém chất lượng là điều không hiếm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Thực tế cho thấy các quán bán đồ ăn vặt quanh cổng trường đều được bán tại nhà gần trường. Người dân tận dụng sẵn mặt bằng bày bán, chỉ số ít là các sạp di động bán chốc lát vào các khung giờ cao điểm. Trong số các mặt hàng được bán vẫn xuất hiện nhiều mặt hàng lạ như các loại kẹo với nhiều màu sắc có giá từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng một túi nhỏ, xúc xích ăn liền loại một cây dài và loại bi 5 cái nhỏ 5.000 đồng một túi.
thịt bò 8.000 đồng một gói, cánh gà đùi gà 10.000 đồng một túi. Đây đều là những đồ ăn được đựng trong túi có chữ Trung Quốc, không tem phủ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ, mập mờ hạn sử dụng và được bán với giá rất rẻ. Bài đăng với tiêu đề Kinh hoàng đồ ăn vặt ngoài cổng trường ở Quảng Ninh trên báo Giáo dục và Thời đại cho biết, tại một sạp hàng của chị Y 29 tuổi, nằm trước cổng trường tiểu học và trung học cơ sở Hà Trung, rộng khoảng hơn 5m², được ốp tạm mái tôn dựa hẳn vào tường của trường, nhưng bày bán đủ các mặt hàng trên sạp. Đây được coi là nơi bán nhiều sản phẩm có vỏ chữ Trung Quốc nhất, với đa dạng chủng loại, từ các loại chân gà, xúc xích, thịt khô ướp sặc sỡ màu sắc. Thấy có người lạ mua nhiều đồ ăn vặt Trung Quốc và chụp ảnh, chị Y bắt đầu lo sợ là cơ quan chức năng kiểm tra, liền nói, chỉ bán kiếm sống qua ngày, nếu không được phép thì sẽ không bán nữa. Bà N, người có thâm niên hơn 10 năm bán đồ ăn vặt trước cổng trường mầm non Hà Trung cho biết, đa phần đồ ăn vặt ở đây lấy từ mối hàng của một người tên T ở phường Ít Kiêu, thành phố Hạ Long. Bà N cũng không rõ là xe công ty hay của hãng gì, vì họ giao đủ các loại hàng, từ xúc xích, viên chiên, đến các loại quà vặt ăn liền đóng túi. Hàng tuần sẽ có xe ô tô tự giao hàng đến, muốn lấy số lượng bao nhiêu cũng được. Liên hệ với chị T, người được cho là phân phối các loại hàng cho biết, chị này cung cấp hàng ăn vặt cho phần lớn các quán gần cổng trường ở thành phố Hạ Long. Chị T khẳng định, hàng Việt Nam sẽ có đủ hóa đơn chứng từ. Nhưng khi được hỏi đến hàng có vỏ đựng bằng chữ Trung Quốc, chị T lảng tránh rồi cúp máy. Với ý kiến của học sinh đã từng thử loại đồ ăn vặt cổng trường cho biết, em thích nhất là ăn chân gà ướp cay vì vàng ruộm trông hấp dẫn, tẩm nhiều gia vị rất thơm, dai mà giòn sần sật. Không biết sản xuất ở đâu, thỉnh thoảng ăn vào đau bụng nhưng nghĩ đó là bị lạnh. Một học sinh khác vừa đi vừa ăn thịt bò ướp dối, bóc vỏ ra nhơm nhớp gia vị với thứ nước vàng sánh như dính mỡ đông. Mùi hắc lan ra xung quanh nhưng miệng vẫn suy xoa, biểu cảm vô cùng thích thú. Những đồ ăn vặt với bao bì hấp dẫn học sinh khiến nhiều em tò mò thử và hậu quả khiến nhiều em đau bụng, mệt mỏi trong thời gian qua. Trước sự việc hiện nay khiến nhiều phụ huynh lo lắng, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã có những ý kiến và cảnh báo về vấn đề này. Cụ thể, bác sĩ cho biết hiện trung tâm chưa ghi nhận trường hợp học sinh bị ngộ độc ma túy do kẹo bán ở cổng trường. Tuy nhiên, trước đó trung tâm đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc do sử dụng ma túy dưới dạng thực phẩm như bánh kẹo, nước giải khát. Bác sĩ thông tin việc sử dụng thực phẩm chứa ma túy có thể dẫn tới tình trạng ngộ độc tức thời như thần kinh bị lẫn lộn, hôn mê, co giật, rối loạn tâm thần, loạn nhịp tim, tăng huyết áp, tụt huyết áp, suy hô hấp, thậm chí dẫn đến tử vong. Bác sĩ cảnh báo một số sản phẩm như tem lưỡi, kẹo mút, nước trà vui chứa ma túy. Trong đó kẹo mút cần sa khá phổ biến. Đây là một dạng ma túy tạo ảo giác, gây kích thích. Thành phần kẹo này có chứa tinh dầu cần sa và bột hạt cần sa. Ngộ độc cần sa qua đường hít hay ăn uống có thể dẫn tới tình trạng giảm khả năng phối hợp động tác, giảm khả năng phán xét, gây ức chế thần kinh trung ương, rối loạn ý thức. Đặc biệt, trẻ em có thể bị hôn mê tới 36 giờ nếu sử dụng các loại bánh kẹo, nước ngọt có chứa chất này. Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyên cho biết, ma túy tổng hợp tinh chất có giá thành cao, nhưng hiện nay nhiều loại không tinh chất lại rất rẻ. Mục đích của đối tượng xấu là lôi kéo học sinh sử dụng các loại bánh kẹo, nước ngọt giá rẻ, sau đó dùng đến các sản phẩm đắt tiền hơn. Vì vậy, theo bác sĩ khuyến cáo, để hạn chế nguy cơ trẻ tiếp xúc với các loại ma túy trá hình, cách tốt nhất, cha mẹ tuyệt đối không cho tiền học sinh. Khi trẻ lỡ ăn phải các loại kẹo lạ có dấu hiệu hưng phấn, kích thích hay đau đầu buồn nôn, cha mẹ nên đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế. Trường hợp trẻ hay ăn vặt, cha mẹ nên giáo dục con không sử dụng các loại đồ ăn thức uống lạ. Nếu trẻ ăn và mang các sản phẩm kẹo lạ, cha mẹ nên theo dõi biểu hiện của con như có ảo giác, kích thích hay trầm cảm, mệt mỏi, khó thở hay không. Vụ việc trẻ ăn phải những thực phẩm lạ chứa ma túy tổng hợp trá hình trước cổng trường đang là nỗi nhức nhối với cả xã hội. Vụ việc này cần nhanh chóng được cơ quan công an truy bắt các đối tượng phân phối, đồng thời dẹp bỏ, thu hồi các sản phẩm nghi ngờ. Về phía gia đình và nhà trường, cần thắt chặt quản lý con em, hướng dẫn trẻ không được thử những đồ lạ và đồ mà người lạ cho. Tất cả những tin tức mới nhất liên quan đến vấn đề này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.